Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Su Jin nhà cường đô la đáng yêu hết nấc khi tận tay tưới cây giúp bố mẹ. Việc gì cũng đến tay con, đích thị là đây. Những hình ảnh mới nhất của ái nữ nhà cường đô la khiến dân tình cực thích thú vì phá đáng yêu. Sinh ra trong gia đình tài phiệt nức tiếng, kể từ lúc chào đời, ái nữ Su Jin nhà cường đô la Đàm Thu Trang đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng. Nhờ vậy, hành trình lớn lên từng ngày và đặc biệt là những khoảnh khắc đáng yêu của Su Jin được bố mẹ thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội cũng được người hâm mộ theo dõi nhiệt tình. Cách đây không lâu, trên trang Instagram của Su Jin vừa xuất hiện loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc thế lực nhí đang tự tay tưới cây giúp bố mẹ, kèm dòng trạng thái: mới đầu tuần mà nhà bao nhiêu việc rồi, bận quá cô chú ơi. Trong ảnh, Su Jin đang cầm vòi tưới trên tay, cực kỳ chuyên tâm cấp nước cho những cây cảnh của bố. Đúng chuẩn việc gì cũng đến tay con, mới tí tuổi đã biết chủ động phụ bố mẹ làm vườn. Cô công chúa nhỏ khiến ai nấy đều phải lụi tim vì không những xinh xắn, lém lĩnh mà còn vô cùng thông minh và ngoan ngoãn. Có thể thấy, tuy từ bé đã sống trong nhung lụa, được bố mẹ sắm cho biệt thự hàng hiệu và còn được đi du lịch khắp nơi, thế nhưng Su Jin vẫn vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép và tình cảm với bố mẹ. Không chỉ biết nịnh mẹ Trang, ái nữ còn thường xuyên dành những cử chỉ, hành động thể hiện sự yêu thương với bố cường, khiến ai nấy cũng phải lụi tim và suýt xoa ghen tị. Su Jin tận tay chăm sóc cây cảnh giúp ba cường, khiến ai cũng phải rụng tim. Ái nữ nhà cường đô la chuẩn rít kiết thứ thiệt, ngồi chiêu chiêu nghỉ dưỡng sang chảnh giữa biệt thự. Chiều ngày 9 tháng 3, dân tình lại xỉu úp xỉu đau trước loạt ảnh chất lờ cực chiêu của thế lực nhí tại bể bơi. Thời tiết mấy nay nắng nóng quá, đi bơi hạ nhiệt cô chú ơi. Người hâm mộ rần rần thích thú trước 7.749 biểu cảm cưng xỉu của bé Su Jin. Có mẹ là người mẫu, bố là đại gia phố núi. Bé Su Jin từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Cũng như anh trai Su Beo, cô bé được xem là nhóc tiền ngậm thìa vàng từ khi còn nhỏ bởi gia đình có tiềm lực kinh tế. Ngoài chiếc xe đắt đỏ mang tên mình, tiểu công chúa cũng được bố mẹ sắm sửa cho kha khá siêu xe độc đáo khác. Cường đô la và phu nhân Đàm Thu Trang đầu tư hàng loạt món đồ đắt đỏ và có 102 cho con gái. Cách đi không lâu, Đàm Thu Trang đã gây choáng khi khoe chiếc xe độc của gia đình. Đó chính là chiếc xe máy đã được độ lại bằng cách gắn thêm một ghế ngồi bên cạnh để cả nhà có thể đèo Su Jin. Chiếc xe phiên bản độc lạ, đủ kiểu dáng nhưng đồng bộ hết màu sắc với phong cách nhà cường đô la khiến fan thích thú. Chưa đủ một tuổi đã có siêu xe dán ảnh độc quyền, cài tóc và túi hiệu được đặt thiết kế và khắc tên riêng, đúng là ái nữ nhà đại gia. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.